Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 2024, là ngày mùng 8 Tết. Em hôm nay em khang tiếng, thành ra là ngày mùng 4 em có quay một cái video đầu, em không có quay nữa. Sợ mấy anh chị khó nghe, hôm nay thì cái tiếng em cũng đỡ rồi. Nhưng mà cũng còn hơi khó nghe ha, mấy anh chị thông cảm giùm em ha. Số điện thoại chốt đơn của kênh Ve Chai Miền Tây vẫn là số 0948851135. Đầu tiên em xin cho luôn một cái chéo Quảng Đức này, chiều cao là 45 cm, ché Quảng Đức. Nói tới hàng Quảng Đức thì rất là già đồ hết mấy anh chị. Đây có 2, 4, 5, 6 cái đeo, nó bị mắc một cái quai. Đây một cái quai thôi, ngoài ra không có làm gì lại hết mấy anh chị ơi. Dòng ché, dòng gốm này rất là già tuổi luôn, sâu tuổi nha. Em cho luôn cái ché Quảng Đức này với giá là 1.500.000 bởi con, 1.500.000 cho mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 em cho luôn một cái bình bông biên hòa. Cao 37 cm. Cao 37 cm. Tình trạng rất là lành nha. Bên đây nó chỉ vẽ thiếu một màu men chỗ này một cái cạnh thôi, ngoài ra là lành hết mấy anh chị. Em cho luôn cái bình biên hòa này với giá là 500.000 cho mã số 2. Mã số 3 lên một cái dĩa lái thiêu màu rất là to mà già đồ, cái dĩa này là bao già đồ luôn mấy anh chị ơi. Bên trong nè rất là lạ luôn, nó làm giống như là cái bông dây gì đó mấy anh chị. Cái này là cạo lồng nha, cạo lồng. Cái dĩa này rất là to, đường kính nó là 29.5, đường kính là 29.5. Bên trong của nó có rạn nè, rạn giống như rạn thời gian thôi, nó không có thấu cốt gì hết nha mấy anh chị. Dĩa này rất là lạ, ít có dĩa này lắm mấy anh chị, thấy bên trong không khi nào nó có bỏ ô, vẽ bỏ ô mà cút dây gì hết. Em vô luôn cái dĩa này với giá là 200.000. 200.000 cho mã số 3. Mã số 4 em vô luôn hai cái hũ gốm đất nung, hai cái hũ đất nung. Hàng này là bao sâu tuổi luôn mấy anh chị ơi, cái nung bị méo nè. Rất là lạ ha, hai cái hũ đất nung rất là già đồ. Em cho luôn hai cái hũ đất nung này với giá là 250.000 thôi. 250.000 cho mã số 4. Mã số 5. Em lên hai cái chén sông Long Nhật, hôm nay có hai cái nè. Hôm trước là anh có một ngày 4 cái, ngày 4 cái, hai ngày 8 cái đó. Nhưng mà bữa đó khách là mua lẻ, mỗi người mua lẻ, thành ra là hôm nay có hai cái là không có đủ chục ha. Đây hai cái chén sông Long, đường kính là 11 cm, là chén cơm nha mấy anh chị. Cái chén là chén cơm nha. Đây. Hôm nay có khách nói em á là cái giọng em bị khàn, nghe giống như mấy người miền Bắc mà cái tiếng bị khê, nghe nó hơi khó chịu rồi nha. Là em không có like mấy ngày nay, là em không có like. Nhưng bữa nay là em gái em like lại nhưng mà vẫn còn á mấy anh chị, cũng không cảm nha. Cố gắng lắm rồi đó. Đây, hai cái chén này lành tích luôn nha mấy anh chị, lành, mỏng thấu quang, mọc đỏ, hai cái 550.000. 550.000 cho hai cái chén Nhật. Mã số là 5. Mã số 6 giao lưu một cái tô cô tô thành chàm đen. Cái tô này lành hết luôn, tô này là dạng tô lớn, đường kính một bên 17.5, một bên 16, nghĩa là cái tô này nó nung nó hơi bị méo một miếng. Tô rồi nung bị méo một miếng, à có một lần tóc nhẹ mấy chị ơi, có lần tóc nhẹ chỗ này em không thấy nha. Nè, tóc nhẹ chỗ này. Em giao lưu cái tô cô tô thành này với giá là 350.000. 350.000 cho cái cô tô thành mã số 6, hàng chuẩn tàu chuẩn cổ của mấy anh chị. Tiếp theo mã số 7, đây lên một cái nắp Nhật cho những anh chị nào thiếu bình trà. Ôi, có bình trà mà thiếu nắp 7 cm, 7 cm nha, cái nắp 7 cm, bị lát men chỗ này một chút. Em giao lưu cái nắp này với giá là 200.000 cho cái nắp mã số 7. Mã số 8 lên 10 cái dĩa chim hoa này. Mã số 8 lên 10 cái dĩa chim hoa. Cái dĩa này là cái dĩa úp chén nha mấy anh chị, dĩa này dĩa úp chén nha. Đường kính của nó là gần 13 cm, là 12.8. Dĩa úp chén, dĩa chim hoa hay còn gọi là dĩa bài thơ nè. 10 cái đầu tiên làm, cái thứ hai làm. Hàng này hàng lái tiêu, cái này vẫy một chút xíu. Đây. Mấy dĩa này lâu lâu mới có lại hả mấy anh chị. Thì những cái dĩa này là 60-70 năm rồi. Nãy giờ em quay cho mấy chị đa phần là lành. Thì có những cái nó có khờ men nhẹ,
khờ men vẩy nhẹ thôi nha. 10 cái dĩa này khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Em cho luôn 10 cái dĩa chim hoa này với giá là 400 ngàn. Ai điện rồi nghe giùm điện thoại Quân ơi. 400 ngàn cho 10 cái dĩa chim hoa mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Tiếp theo mã số 9, em lên một cái ống bút lái thiêu màu. Cái ống bút nha, cái này đựng bút hoặc đựng đũa vẫn được nha mấy anh chị, đựng bút đựng đũa vẫn được nha. Chiều cao là 12, hỏi gì mẹ? Bán rồi, cái nón bán rồi. 12 cm. Chiều cao là 12. Tình trạng thì có những cái đường tóc mờ rất là nhẹ thôi, nhẹ thôi nha. Em cho luôn cái ống bút này dưới giá là 300 cho cái ống bút lái thiêu màu 300 ngàn. Mã số 9. Mã số 10. Lên một cái bình Sài Gòn Phú Quý bạc đầu mini nha, cái dáng rất là lạ luôn. Đây, dáng rất là lạ. Chiều cao của cái bình này là 17 cm. Con chim bự bành kia luôn nè mấy anh chị ơi. Cao là 17 cm, cốt là bán sứ. Tình trạng của nó có sữa miệng một miếng. Tình trạng có sữa miệng một miếng đây nha, nhưng mà sữa rất là đẹp. Em cho luôn cái bình Phú Quý bạc đầu này với giá là 2 triệu. 2 triệu cho mã số 10. Mã số 11. Đây, giao luôn mấy tấm vé số với mấy tấm tiền. Vé số năm 1985. 1, 2, 3, 4, 4, 5 4 tấm 1945. Và 1985 nha mấy anh chị. Và 1 tấm vé số 1984. Mấy cái này em cũng không có rành nữa mấy anh chị ơi. Có gì bán đó, tại vì ở trong cái lô người ta bán thì em bán luôn. Với 2 tấm tiền nè, tổng cộng là 9 tấm, 7 tấm vé số và 2 tấm tiền. Em giao luôn với giá là 100 ngàn nha. 100 ngàn, 100 ngàn cho mã số 11. Mã số 12 lên một cái chậu mini. Cái chậu này mình có thể để trên bàn, mình trồng cây phát tài gì đó, mình để trên bàn làm việc ha, trong phòng vẫn được hay mấy anh chị. Chiều cao của nó là 10.5 cm. Chiều cao là 10.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cạnh lục giác ha. Đây, tình trạng có te một đường nhẹ thôi, không đáng kể. Em giao luôn cái chậu này với giá là 200 ngàn. 200 ngàn cho cái chậu mã số 12. Mã số 13, cái dĩa này đó giờ cũng ít khi nào có dĩa lông phụng bằng nhựa mấy anh chị. Nhưng mà nhựa là nhựa xưa nha, rất là mỏng luôn, dẻo nữa nè, dẻo, mỏng, lông phụng, hình ảnh rất là đẹp. Hình dĩa lông phụng là dĩa oval nha, dĩa oval. Chiều dài của cái dĩa này là 29.5 lần đó mấy anh chị, dĩa oval nè. Bây giờ mình đựng đồ ăn, mình bày đồ ăn bài tiệc cũng rất là đẹp nha. Bốn cái dĩa lông phụng oval bằng nhựa. Em giao luôn với giá là 200. 200 ngàn cho bốn cái dĩa oval. Mã số là 13. Mã số 14. Thanh lý ba cái chung bông đào. Thanh lý mấy chị ơi, ba cái chung bông đào, giá chưa từng có luôn. Không có quay nha. Tình trạng thì cũng có tóc nhẹ thôi, vẫn còn sử dụng uống trà được. Em giao luôn ba cái chung bông đào này với giá là 100 ngàn thôi. Giá chưa bao giờ có. Còn ba cái lẻ lẻ em bán luôn 100 ngàn cho ba cái chung bông đào mã số 14. Em là em khai trương sớm ngày mùng 4 vào đầu những cái buổi đầu live đó là em có đồ. Em mua của những ngày cuối năm mà em không bán được đó, em mới có đồ em quay. Còn bây giờ á, là những cái đồ bây giờ mấy anh chị không, là lái á, là người ta còn ăn Tết lâu lắm. Hỏi là chưa ai bán đồ lại hết trơn á. Thành ra là bây giờ là em chỉ kiếm những cái đồ trong nhà mà còn tồn lại để em bán để duy trì thôi. Bởi vì mấy anh chị mà xem những cái like của em mà đồ cũ này kia, mấy anh chị cũng thông cảm cho em ha. Tại vì có khách này khách khác, nhà khách mà mua đồ mà giá trị cao quá thì những cái ngày đầu năm này là chắc là em không có. Giờ em chỉ bán những cái món đồ mà nhẹ nhẹ tiền. Bây giờ mua cũng rất đồ cũng rất là khó mấy chị, tại vì lái hỏi tới là mùng 9, mùng 10 gì mới làm lại không à. Còn những cái chỗ xa mà gửi hàng về cho em thì tầm khoảng gầm mới gửi về cho em á. Tầm khoảng gầm em mới có đồ lại. Thành ra là những cái buổi live này mấy anh chị thông cảm giùm cho em nha. Đúng là đúng với cái tên da chai miền Tây của em luôn đó, là em bán đồ để da chai không à. Và tiếp theo là mã số 14 nè mấy anh chị. Mã số 15. Đây, em lên bốn cái tô chiếc yêu. Bây giờ lái chưa có đi mua đồ lại nữa mấy anh chị, thành ra không có mua không có. Đường kính là 14.5. Tô chiếc yêu tàu này hàng này nó hơi nhỏ mini nha. Đây. Mini cũng vẽ cũng rất là đẹp, cái là tàu hàng chuẩn cổ nha. Cái đầu tiên là làm
Cái thứ hai làm luôn. Cái thứ ba làm luôn. Cái thứ tư cũng làm. Bốn cái tô chiếc yêu tàu lành đẹp nha, em giao lưu với giá là 550.000. 550.000 cho bốn cái tô chiếc yêu tàu. Mã số là 15, mã số 16. Tên có vẻ bự. Đây. Lái thiêu màu mà hàng khủng. Đường kính tới 30 cm đó mấy anh chị. Cái dĩa lái thiêu màu này mà đường kính tới 30, thường em lên bán cho mấy anh chị. Mấy cái dĩa mà mấy anh chị thấy em lên bán 100.000, 100.000 cái là đường kính 24, 26. Riêng cái này nó 30 là nó rất là to luôn. À, tình trạng của nó có bị tóc chỗ này nhẹ mà không có thấu cốt nha. Nó tóc bên trên không thấu cốt. Em giao lưu cái dĩa lái thiêu màu to này, bự chà bá luôn, với giá là 350.000. 350.000 cho dĩa lá thiêu màu, mã số là 16. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Nhiều khi làm những khách có nhiều khách hỏi em là sao mà cho số điện thoại mà gọi không được, là có thể là em thường em bán tầm 8 giờ mấy tới 9 giờ em sẽ phát, là tới 12 giờ là em sẽ cho hàng đi hết luôn hết mấy anh chị. Rồi tầm giờ trưa mấy anh chị điện không được, là nhiều khi em có con nhỏ, con em ngủ em tắt điện thoại này kia, khi có cuộc gọi nhỡ thì em sẽ gọi lại cho mấy anh chị ha. Chứ không phải là bán online mà gọi không nghe máy, tại vì cũng có giờ em nghĩ cho con em ngủ á, anh chị thông cảm em. Chứ ai gọi cũng nghe máy chứ không phải là người gọi nghe, người gọi không nghe. Tới cái giờ mà em úp bán là lúc nào em cũng trực chiến trên tay, em sẽ nghe máy hết, trừ khi điện thoại là người này gọi, người kia gọi rồi máy bận thôi. Tiếp theo mã số 16, ủa là cái dĩa rồi hả mấy anh chị. Tiếp theo mã số 17, hôm nay lên hai con voi nhạt tàn màu xanh coban nè mấy anh chị. Màu này rất là lạ luôn, màu xanh coban nha, hai con voi gạt tàn màu xanh coban lành, em cho luôn với giá là 350.000. 350.000 cho hai con voi gạt tàn mã số 17. Mã số 18 bán cho mấy anh chị đời con một cái tiềm sông bé, một cái tiềm sông bé có mọc luôn, có mọc là chánh nghĩa sông bé, chánh nghĩa sông bé bán đời con ha. Cái nắp này không là cũng nhiêu tiền rồi hết mấy anh chị. Nhưng mà cái tiềm này nó bị gãy hai cái quai. Gãy hai cái quai, làm lại hai cái quai nha, mình để đề co được. Em giao lưu cái tiềm này giá là 350.000 thôi, một cái tiềm lành thì giá khoảng 800-900.000. Còn cái này nó bị làm quai, em bán giá là 350.000 thôi nha. 350.000 cho một cái tiềm sông bé. Mã số là 18. Mã số 19. Thanh lý hai cái bình bông đi quà, những cái bình này lúc trước là khoảng 400-400.000, 350-400.000 một cái. Và bây giờ là thị trường hình ra là nó bị ảnh hưởng. Bây giờ còn 150.000 cái, hai bình này 300. Chiều cao của nó là cũng là 24.5, một cái là 25.5 đó mấy anh chị. 20 mấy luôn mà còn có 100 mấy một cái à. Còn rẻ hơn là cái bình mới nữa. Cái này lành nha. Còn cái này bên trong nó có tóc nhẹ một đường bên trong ha. Hai cái bình biên quà này bán thanh lý với giá là 300.000 cho hai cái bình biên quà. Mã số là 19. Mã số 20 lên một cái chén con chim đẹp lắm nè mấy anh chị. Con chim vẽ tỉ tơi luôn. Đây, đang ngứa cái mỏ lên giống như là đang hót gì đó, cái đuôi thì dài màu sắc nè. Cái chén nha. Cái chén, cái đường này là cái không phải là tóc nha mấy anh chị. Nó dính dơ, nó dính cái gì đó mình chùi sẽ ra. Nó dính dơ chùi sẽ ra chứ không phải bị tóc nha. Cái chén không có bị tóc. Đường kính là 9.7. Vẫy chút xíu hạt gạo chỗ này thôi. Em giao lưu cái chén con chim này với giá là 250.000. 250.000 cho cái chén con chim mã số là 20. Mã số 21 lên bốn cái dĩa thạch trúc tàu. Dĩa thạch trúc tàu hàng chuẩn cổ. Đường kính là 13.5. Đây, cái đầu tiên làm. Cái thứ hai làm. Cái thứ ba làm. Cái thứ tư lành luôn, mà cái này nó có bị vẫy lành. Có nghĩa là bốn cái này lành. Em giao lưu bốn cái dĩa thạch trúc tàu lành với giá là 350.000. 350.000 cho bốn cái dĩa thạch trúc tầm nha mấy chị. Mã số là 21. Mã số 22 lên bốn cái dĩa Pháp, dĩa châu Âu. Bốn cái. Đường kính là 13.5. Cốt của nó là cốt xốp nha. Dĩa châu Âu, bốn cái dĩa châu Âu.
có mọc luôn. Cái này bị vẫy một chút chỗ này. Em cho luôn 4 cái dĩa châu Âu này với giá là 100 ngàn đó mấy anh chị. 100 ngàn cho 4 cái dĩa châu Âu, mã số là 22. Mã số 23 em cho luôn 2 cái đậu cháo Vạn Ninh. Đậu cháo nha mấy anh chị, bỏ cháo là có cái cạnh nè, anh dễ không? Cái này nó mini. Cái trắng xanh, cái màu, gốm Vạn Ninh nha. Cốt là bán xứ, đường kính là 12cm. Cái đậu cháo nè, đó. Cái đầu tiên này, cái màu xanh này lành nha. Cái này cái màu, cái đậu cháo màu nè. Đó, Vạn Ninh đẹp quá chừng luôn. Cái đậu cháo mình chị nhìn đây, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chỗ này vẫy chút xíu thôi. Em giao lưu 2 cái đậu cháo gốm Vạn Ninh này, giá là 350 ngàn. À 300 ngàn à mấy anh chị, 300 ngàn thôi nha. 300 ngàn cho 2 cái đổi cháo Vạn Ninh, cái màu là cháo trắng xanh. Mã số là 23, mã số 24. Lên 2 cái dĩa Phật Thủ Tàu. 2 cái dĩa Phật Thủ Tàu. Đường kính là 14.8 gần 15cm. Cái đầu tiên. Cái này vẫy, gờ tay vẫy nhẹ chỗ này một chút. Đây là cái thứ hai. Cái thứ hai có vẫy gì nghe mấy anh chị nè. Em cho luôn 2 cái dĩa Phật Thủ Tàu này với giá là 300 ngàn cho 2 cái dĩa Phật Thủ Tàu. Mã số là 24. Mã số 25 Thanh Lý. 4 cái chén Nhật màu. Chén Nhật màu nghe mấy anh chị, chén này chén Nhật. Mọc đích 4 chữ luôn, rất là lạ. Đường kính là 11.2 là chén lớn. Đây. Cái chén đầu tiên vẫy một chút xíu, nhưng mà cái chén này không có mọc, nhưng mà chén là chén Nhật nha. Cái chén thứ hai, cái chén thứ hai cũng mẻ một chút xíu chỗ này, không mọc. Đây là cái chén thứ ba có 4 chữ, là mọc 4 chữ cực kỳ đẹp luôn. Tóc nhẹ chỗ này một chút xíu thôi. Đây cái chén này, cái chén thứ tư. Nồi cái chén này bán một cái chén lạch này không là bằng bán 4 cái luôn, mà bán rồi thôi còn mấy cái em bán luôn cho rồi. 4 chữ nha mấy anh chị, mọc đẹp lắm. Em giao lưu 4 cái chén Nhật màu này với giá là 350 ngàn thôi mấy anh chị. 350 ngàn cho mã số là 25. Mã số 26. Lên một cái tô Sơn Thủy Tàu. Sơn Thủy Tàu Núi Non. Đường kính là 16.5, núi non trùng trùng đẹp đẹp luôn rồi mấy anh chị ơi. Cây cầu, cây cảnh đồ, thuyền bờm đồ đủ hết luôn, hội tụ trong cái tô hết. Hàng chuẩn cổ, lành nha, không bị gì hết. Cái này là bị cái ngày xưa làm bị cát đồ vô đó mấy anh chị, rồi hấp luôn á. Hàng này trên 2-300 năm nha. Em giao lưu cái tô Sơn Thủy này với giá là 450 ngàn. 450 ngàn cho mã số là 26. Tiếp tục mã số 27. Lên 4 cái chén Thuận Bườm Xuôi Gió, hàng lái thiêu. Thuận Bườm Xuôi Gió nha, đầu năm mua 4 cái chén này trưng trong nhà cũng ổn mấy anh chị, hoặc là mình thấy mình dùng ăn cơm luôn. Thì tình trạng của những cái chén này nó cũng có khờn nhẹ thôi nha. Vậy sao có chữ là đàng hoàng luôn. Đây, nó có vẫy nhẹ. Đây, nó cũng có tình trạng nhẹ nhẹ. Có tình trạng ha. Cái này mà không có tình trạng thì em bán cũng khoảng 200 ngàn một cái, giống như hôm nay em bán cho mấy anh chị 150-200 ngàn một cái. Cái này 4 cái nó có tình trạng nhẹ nhẹ. Em giao lưu 4 cái chén Thuận Bườm đầu năm này với giá là 250 ngàn thôi. 250 ngàn cho 4 cái chén Thuận Bườm, mã là 27. Mã 28 em lên một cái dĩa Trung Quốc xưa, Long Phụng. Dĩa này dĩa China, có chân luôn nha mấy anh chị. Có chân luôn, có cạnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cạnh bát giác. Biết sao nó có hình mấy con dơi nữa nè. Mộc đỏ nha, dĩa Trung Quốc xưa nha mấy anh chị. Hàng này hàng xưa nha. Em giao lưu với giá là 200 cho cái dĩa Long Phụng. Mã số là 28. Mã số 29. Lên một cái hũ vôi lái thiêu. Rạn men hết luôn rồi mấy anh chị. Rạn men hết luôn. Cái hũ vôi lái thiêu rạn men hết trơn. Độc sắc ha. Đường kính là 9cm. Tình trạng có vẫy vẫy mẻ dưới. Em giao lưu cái hũ vôi này với giá là 150 ngàn. 150 ngàn cho cái hũ vôi lái thiêu, mã số là 29. Mã số 30. 6 cái chén Vạn Ninh nào. Chén Vạn Ninh này lúc trước em cũng bán 120 một cái luôn, nhưng mà bây giờ nó còn cù là mấy cái ít cái em bán, cái giá này là lỗ dữ lắm luôn. 6 cái chén Vạn Ninh này nó cũng có tình trạng vẫy nhẹ này kia ha. Đây 6 cái chén Vạn Ninh.
như có chữ luôn nè, cũng có tình trạng nhẹ nhẹ nha mấy anh chị. Em cho luôn 6 cái chén vạn linh này với giá là 300 thôi, 300.000 cho 6 cái chén vạn linh, mã số là 30, mã số 31, lên một cái bình trà chữ hỷ. Ồ, cái bình này đẹp lắm, cái bình này khách nhật chuộng lắm nè, và hôm trước là có bao nhiêu cái là người ta lấy hết luôn á, hôm nay đâu còn cụ cái chứ hổng cài. Thật sự là mấy anh chị là đầu năm giờ em không mua được món nào hết trơn á, tại vì lái chưa có ai làm đi mua đồ lại, chưa có ai mua bán gì lại của mình nên em bán á. Người ta không có mua đồ lại thì em có mua được. Giờ em moi mốt lại nè, cái bình này còn cù nè, chứ không thôi lần khách cũng lấy hết trơn, men rạn hết. Em giao luôn cái bình trà chữ hỷ này với giá là 200.000 cho cái bình trà chữ hỷ, mã số là 31, mã số 32. Đây hai cái tô bự này, hai cái tô bự này mà trong năm là bán hết trơn luôn, mà đâu có còn mà cù nè. Hai cái tô này cũng hai gói mì được luôn các anh chị, đường kính là 18.5, quá trời bự luôn. Đây hai cái bông hàng lá thiêu màu, cái đế nó bị ở dưới đây không đáng kể ha. Đây một cái tô bự nữa, bẻ cái bông luôn. Cái tô này hôm trước là bán khoảng 300 một cái đó anh chị. Bây giờ em còn cuộn hai cái sót em không thấy nè, trong cái sọt không thấy, hôm nay môi mới thấy. Em bán hai cái này với giá là 300 thôi, bán hai cái giống như bán cái tặng cái luôn á, 300.000 cho hai cái tô lá thiêu màu, giá chưa từng có luôn. Em mua cũng không được giá đó, em mua cũng khoảng 200.000 cái rồi. Mã số là 32, mã số 33. Đây 10 cái tô. Mừng tô Trúc Lâm Thắc Hiền. Đường kính là 16.5, 16.2. 10 cái tô Trúc Lâm Thiền. Hàng này cũng 60 năm, thành ra là không tránh tình trạng có bị khờ men nhẹ nha. Đây quay từ cái cho mấy anh chị coi. Rồi còn hình ảnh nè, vẫy nhẹ vậy ha, hình ảnh rất là rõ nét luôn. Mời cái tô Trúc Lâm Thất Hiền. Tô Trúc Lâm Thất Hiền này em nói với mấy anh chị hả, thời cao điểm của nó 120-150 một cái không. Bây giờ 10 cái tô này em bán cho mấy anh chị giá là 500.000. Cái tô này có mọc luôn, có cái tô này có mọc luôn, không bao làm tích được các anh chị, hồi xưa không bao làm tích, có một cái là nó bị tóc thôi, có một cái bị tóc thôi. 10 cái tô Trúc Lâm Thất Hiền này có một cái bị tóc thôi, còn lại là nó bị khờn nhẹ, thì do sử dụng do cọ sát, xài sử dụng cọ sát nữa các anh chị, thành ra là nó có những cái vết nhẹ. Em giao luôn 10 cái tô Trúc Lâm Thất Hiền, mã số là 33 với giá là 500. Mã số 34, em lên 4 cái nặm bông đào, tính là lên có 3 cái nữa đâu con. Em mới xách lại cái em bán giống như là ba cái em tặng mấy anh chị cái luôn. Hôm trước làm bán là cái giá là 70.000 một cái, nhưng mà ba cái người ta mua cũng rất là nhiều, em bán cho mấy cái chỗ đề co này kia đó. Cái này là cái nặm sông bé nha, hàng là hàng xưa đàng hoàng nhưng phải là hàng mới nha. Em bán ba cái là 200, con em nãy cầm đâu một cái nó xách lại toàn ten là bốn cái em bán cho mấy anh chị luôn, bốn cái 200.000 thôi, bốn cái 200.000 cho mã số là 34. Mấy chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Đặc biệt khách hàng mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi nha, giống như những năm cũ hả mấy anh chị là dẫn cọc, mà khách mới là cọc em mới cho hàng đi. Còn đối với những cái mà khách bơm hàng em vẫn bán nhưng mà chuyển khoản em mới gửi hàng nha. Năm mới này thì em đã nghỉ một bên một dịch vụ rồi, là em chỉ còn gửi bên giao hàng bên GT thôi nha mấy anh chị. Ở những khu vực nào mà giao hàng bên GT nhận được thì em sẽ gửi, còn mà yêu cầu gửi bên bưu điện nữa là chắc em không có gửi được, tại vì hợp đồng năm mới này bưu điện nó lên giá rất là cao, nó đo cồng kềnh em, nó đo rất là nhiều luôn, thành ra là em không có ký hợp đồng lại với bưu điện nữa. Rồi vào đầu năm có những anh chị nào mà đi đơn đi bưu điện thì em cố gắng em gửi một đơn rồi của bưu điện, còn sau này là em sẽ gửi đơn GT cho mấy anh chị ha. Rồi, cảm ơn mấy anh chị ủng hộ rất là nhiều.